Con thấy đau quá. Đau cái bớt không? Thấy đau không à? Đau sợ thầy ơi. Nhưng mà nhà trên chưa thấy đau. Các con đâu có bị bệnh đúng không? Bây giờ đi, đi coi. Đi thì thấy sướng. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.